Xin chào các khán giả của kênh Thuốc Hay Thầy Tốt. Thưa quý vị, mì chính hay còn gọi là bột ngọt, loại gia vị này đã rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Có rất nhiều bà nội trợ thường xuyên sử dụng gia vị này trong khi chế biến, nhưng dù quen thuộc thì xung quanh nó vẫn tồn tại nhiều lời đồn khác nhau. Một trong số đó là giả thiết mì chính sẽ biến đổi chất và gây hại ở nhiệt độ cao. Hãy cùng kênh Thuốc Hay Thầy Tốt tìm hiểu về vấn đề này. Không ít chị em dỉ tai nhau rằng mì chính hay còn gọi là bột ngọt khi cho vào thức ăn đang nấu ở nhiệt độ cao sẽ bị biến thành chất có hại cho sức khỏe. Để cho các bạn yên tâm thì tôi xin nói luôn, hãy cứ dùng mì chính với liều lượng vừa phải, vì để đạt đến mức nhiệt khiến mì chính gây hại cho sức khỏe thì còn rất xa. Theo nhiều nghiên cứu, mì chính chỉ mất tác dụng điều vị và có thể bị biến đổi thành chất không tốt cho sức khỏe khi bị đốt cháy liên tục trong vòng 2 giờ ở nhiệt độ trên 300 độ C. Khi chúng ta chế biến món ăn, nhiệt độ các món dùng nước như canh, luộc, hầm là khoảng 100 độ C, các món chiên, rán tối đa là khoảng 260 độ C. Như vậy, trong chế biến món ăn thông thường, nhiệt độ cao nhất thường không vượt quá 260 độ C. Nhiệt độ này chưa đạt đến mức có thể làm biến đổi mì chính. Do đó, có thể nêm bột ngọt vào bất cứ thời điểm nào khi nấu ăn, và thời điểm này tùy thuộc vào món ăn cũng như là kinh nghiệm nấu nướng của các bà nội trợ. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế dùng mì chính, hạt nêm và không nên lạm dụng các gia vị tạo ngọt. Năm 1970, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra liều dùng hàng ngày của mì chính là từ 0 đến 120mg trên 1kg thể trọng. Điều này có nghĩa với người có cân nặng khoảng 50kg thì mỗi ngày có thể sử dụng 6g mì chính. Các gia đình nên lưu ý về liều lượng này để dùng cho đúng. Mì chính tên khoa học là monosodium glutamate hay còn gọi là MSG, có trên 99% thành phần là glutamate. Đây là một dạng axit amin tự nhiên phổ biến trong cơ thể con người và có mặt ở hầu hết các sản phẩm như là thịt, cá, rau củ quả. Nhiều người vẫn nhầm tưởng mì chính được sản xuất từ các chất hóa học. Tuy nhiên, trên thực tế, mì chính được sản xuất từ các nguyên liệu thiên nhiên như là mía, sắn, lúa mì, ngô bằng phương pháp lên men vi sinh, tương tự như là cách chúng ta lên men tự nhiên tạo ra các sản phẩm quen thuộc như là sữa chua, nước tương, nước mắm. Mì chính được ra đời tại Nhật Bản từ 117 năm trước. Vào năm 1907, khi đang thưởng thức món súp đậu phụ nấu từ kobudashi, nước dùng được làm từ tảo bẹ kobu, giáo sư người Nhật Kikunae Ikeda tin rằng còn tồn tại một vị cơ bản khác hoàn toàn với vị ngọt, mặn, chua và đắng. Bị hấp dẫn bởi ý nghĩ này, ông đã bắt đầu phân tích thành phần của kobudashi. Đến năm 1909, Ikeda và cộng sự đã tìm ra phương pháp sản xuất hàng loạt chất này. Một phần bằng cách học cách kết hợp glutamate với natri, chất này có vị ngon, dễ sử dụng làm gia vị và dễ tiêu hóa. Và ông đặt cho nó cái tên là umami, có nghĩa là tinh hoa của vị ngon. Các thực phẩm càng giàu glutamate thì vị umami càng đậm đà, và hầu hết thực phẩm chúng ta ăn vào như là thịt, sò điệp, rau củ, sữa đều chứa glutamate ở những mức độ khác nhau. Nhưng mà lạm dụng mì chính thì không tốt cho sức khỏe. Theo Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người dùng có thể sử dụng mì chính như bao loại gia vị khác, ví dụ như là hạt tiêu, muối, tùy thuộc khẩu vị của mỗi người, không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, dùng quá nhiều mì chính khi nấu ăn có thể gây khô cổ, thậm chí là khát nước. Thậm chí, người có cơ địa quá mẫn cảm nếu ăn nhiều mì chính còn có thể cảm thấy chóng mặt, hồi hộp, tê mỏi chân tay. Một số lưu ý dưới đây liên quan đến việc sử dụng mì chính trong nấu nướng sẽ giúp bạn hiểu và biết cách áp dụng, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Những thời điểm không nên cho thêm mì chính: khi thức ăn đang ở nhiệt độ quá cao. Như đã nói ở phần đầu, khi đang nấu bất kể loại thức ăn nào ở nhiệt độ quá cao khoảng hơn 300 độ C thì tuyệt đối không cho thêm mì chính. Vì ở nhiệt độ quá cao sẽ xảy ra thay đổi hóa học, cụ thể là hình thành các chất natri, pyroglutamate khiến mì chính trở nên có hại cho sức khỏe. 70 độ đến 90 độ C là nhiệt độ thích hợp nhất để hòa tan mì chính. Khi thức ăn đã nguội, về nguyên tắc mì chính rất khó hòa tan ở nhiệt độ thấp. Nếu bạn muốn sử dụng mì chính để tăng vị ngon cho món nguội thì nên hòa tan mì chính trong nước ấm rồi mới trộn vào thức ăn nguội. Nếu cố tình cho mì chính vào khi thức ăn đã nguội, mì chính không tan được sẽ khiến món ăn không những không ngon mà còn dễ gây hại cho sức khỏe. Không cho mì chính vào các thực phẩm có vị chua. Các món ăn có vị chua thường có tính axit cao, nếu cho thêm mì chính sẽ dễ khiến thành phần bị biến đổi. Điều này không những làm thay đổi hương vị của món ăn mà còn có hại cho sức khỏe. Mì chính kỵ món ăn khô. Đặc điểm của mì chính là phải hòa tan trong nước, đặc biệt là nước ấm. Vì vậy, tất cả các món ăn khô đều không nên nêm mì chính, vì nếu không hòa tan, ăn mì chính nguyên hạt sẽ bị lợm miệng, buồn nôn. Mì chính kỵ món ăn lạnh.
Nhiệt độ tốt nhất để món mì chính phát huy tác dụng là ở nhiệt độ 80 đến 100 độ C. Nếu nhiệt độ thấp hơn hoặc các món ăn lạnh, mì chính hầu như không phát huy tác dụng, làm nổi bật hương vị của món ăn, thậm chí còn làm cho món ăn trở nên trái vị, khó ăn, gây độc hại đến hệ tiêu hóa và khẩu vị của bạn. Mì chính kỵ với món ngọt. Mì chính chỉ thích hợp với các món ăn có vị nhạt hoặc mặn. Nếu nêm mì chính vào các món ăn có vị ngọt sẽ gây ra phản ứng bất lợi với món ăn, làm cho món ăn mất ngon, mất vị và thậm chí có cảm giác không tươi, tạo ra mùi lạ. Các chuyên gia còn lưu ý thêm rằng khi ăn quá nhiều mì chính, bạn sẽ thường xuyên cảm thấy khát, đó là vì mì chính chứa natri, uống quá nhiều có thể gây huyết áp cao. Những người tuyệt đối không nên dùng mì chính đó là người bị hen suyễn, nhạy cảm. Một nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins cho thấy bột ngọt hay mì chính có thể gây ra bệnh hen suyễn ở một số cá nhân, thậm chí gây thiệt hại cho các tế bào não và hệ thống thần kinh trung ương. Trẻ nhỏ, hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào cụ thể nói đến ảnh hưởng của mì chính đối với cơ thể trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các bác sĩ dinh dưỡng cũng khuyến cáo vị giác của trẻ dưới 2 tuổi đang hình thành nên cha mẹ cần hết sức cẩn trọng trong quá trình nêm nếm gia vị. Trong mì chính có hóa chất acetoxin, dùng không đúng cách khi hệ miễn dịch của bé còn yếu, cơ thể non nớt, chưa phát triển toàn diện sẽ rất hại cho trí não của trẻ. Người bị bệnh tiểu đường. Những người có tiền sử tiểu đường nếu ăn nhiều mì chính làm cho lượng đường huyết tăng, dễ mắc bệnh đái tháo đường hơn. Nó còn là thủ phạm tăng đồng thời 3 căn bệnh nan y là kháng insulin, thừa cân và bệnh chuyển hóa. Người bị dị ứng. Với những người có tiền sử dị ứng nếu ăn quá nhiều mì chính sẽ gây hiện tượng đau đầu, chóng mặt và có thể mẩn ngứa. Cách nhận biết mì chính giả. Cảnh sát kinh tế từng phát hiện và thu giữ nhiều dây chuyền sản xuất hàng giả. Cách thức thường thấy nhất là các đối tượng thu mua bột ngọt Trung Quốc với giá thành rẻ, cùng với đó là vỏ bao bì và sản phẩm sau đó làm giả một cách rất tinh vi. Người tiêu dùng nếu không cảnh giác có thể mua phải các sản phẩm này tại các cửa hàng tạp hóa giá rẻ. Vậy làm thế nào để xác định mì chính thật giả? Hãy đổ một ít mì chính cần thử ra tờ giấy trắng, quan sát các hạt mì chính xem có đồng nhất không. Hòa một ít mì chính vào nước và nếm. Nếu là mì chính thì có vẻ dịu ngọt, nếu có vị lạ hoặc kích thích lưỡi thì không phải mì chính, nếm xong cần súc miệng ngay. Hoặc các bạn cho một thìa cà phê mì chính cần thử và một bát nước rau muống luộc, nếu nước rau chuyển sang màu sẫm hơn và không tan thì đó không phải là mì chính. Hy vọng video ngày hôm nay đã cung cấp những kiến thức hữu ích về bột ngọt hay còn gọi là mì chính, loại gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều gia đình tại Việt Nam. Nếu các bạn muốn theo dõi nhiều thông tin về sức khỏe hơn nữa, hãy ấn theo dõi kênh Thuốc Hay Thể Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Theo dõi kênh Thuốc Hay Thể Tốt để cập nhật các tin tức về sức khỏe mỗi ngày.